Philippines. Tuy nhiên với tâm lý thoải mái thì chúng ta có thể hy vọng vào chiến thắng nữa của đội tuyển bóng rổ nam 3-3 Việt Nam. Ở nội dung bóng rổ nam 3-3 thì có 7 đội đấu vòng tròn, chọn lọc 4 đội có thành tích tốt nhất để vào vòng đấu loại trực tiếp. Khi đó thì đội thứ nhất sẽ gặp đội thứ tư, đội thứ ba sẽ gặp đội thứ hai. Trận đấu bắt đầu, đội bóng trong tay của Việt Nam, đội bóng áo đỏ cú ném ghi 2 điểm của Kuzdiaker không thành công. Vẫn là cầu thủ Việt Nam Justin Young. Lỗi đến từ cầu thủ Marvin Hayes đối với Kuzdiaker. Sức mạnh của Diaker sẽ là vũ khí lợi hại của Việt Nam ở khu vực hình thang. Tiếp tục là bóng của cầu thủ Việt Nam Đinh Thanh Tâm. Không thể có điểm cho Đinh Thanh Tâm. Cơ hội dành cho Philippines. Martin Hayes xoay sở không thể vượt qua được Justin Young. Justin Young là cầu thủ có khả năng phòng ngự rất tốt. Justin Young tuyệt vời. Đường truyền hay của Chris Dieter. Tỷ số 1-0 dành cho Việt Nam. Đây là Roder, sức mạnh của Roder trong một tình huống mà anh có một matchup lệch với Đinh Thanh Tâm. Chris Dieter nỗ lực không thành công và phòng ngự tốt của Marvin Hayes. Cầu thủ Philippines cho thấy họ là đối thủ không hề dễ chơi. Cú ném xa của Roder trở là cơ hội dành cho Việt Nam. Đinh Thanh Tâm ném 3 điểm. Tuyệt vời, 3 điểm là vũ khí sở trường của Đinh Thanh Tâm đã được kiểm chứng sau rất nhiều năm ở VBA. Tỷ số 3-1 dành cho Việt Nam. Lỗi của Justin Young. Justin Young thủ rất sát từ đầu trận. Trong đội hình hiện tại, Việt Nam có sự cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Cardiac xoay sở ghi điểm đến từ Mokozo. Việt Nam vẫn đang dẫn trước với tỷ số 3-2. Tục cú ném xa của Đinh Thanh Tâm. Lần này là cú ném hơi thiếu lực. Rất tốt. Philippines nhanh chóng có được câu trả lời để cân bằng tỷ số 3-3. Như vậy Võ Kim Bảng, người vào sân bên phía đội tuyển Việt Nam. Kim Bảng vào thay cho Justin Young. Dieter không được, vẫn là Dieter. Hai tình huống liên tiếp cạnh tranh rì bao gắt gao, bóng lại thuộc về cao thủ Philippines. Roder một lần nữa vượt qua Đinh Thanh Tâm. Rõ ràng việc để Đinh Thanh Tâm theo kèm Roder không phải là một phương án hiệu quả của Việt Nam, mà cần phải hạn chế những matchup lệch như vậy. Bóng vẫn thuộc về Việt Nam và xử lý tỉnh táo của Chris Dieter. Kim Bản mới vào sân và còn rất nhiều thể lực để hỗ trợ cho các đồng đội trên mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Cầu thủ rất sôi động tại hàng phiếu Thanh Trì. Thì Việt Nam đang gặp khó khăn trước Philippines, bị dẫn 3-4. Dieter, đó là N1 dành cho Chris Dieter. Tình huống mang về lỗi điểm tuyệt vời. Và sức mạnh của cầu thủ mang áo số 20 sẽ có ném phạt để Dieter giúp cho Việt Nam vượt lên dẫn trước. Ném lại không tốt của Chris Dieter. Phản ứng có phần mất bình tĩnh của Chris Dieter và đồng đội Võ Kim Bản đã phải can ngăn kịp thời. Chris Dieter là cầu thủ khá nóng tính.
đấy mới là đầu trận và những phản ứng như vậy nên được hạn chế hơn từ Đia Cơ. Và được huấn luyện viên Mark Cantwell rút ra nghỉ. Nhưng trở lại đó là Justin Young. Không khí trên sân lúc này đang rất nóng. Tỷ số 4-0. Một lần nữa có lỗi đến từ Việt Nam. Lỗi vừa rồi đến từ Đinh Thanh Tâm. Rất trống trải cho Kanyak. Và đó là điểm số dành cho Philippines 5-4. Thế trận vẫn là cân bằng nhưng Việt Nam sẽ cần phải tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình. Tuyệt vời, cú ném 3 của Võ Kim Bàn. Việt Nam dẫn trước 6-5. Sau đó thì sức mạnh của Roder được thể hiện, cân bằng tỷ số 6-6. Rất tốt, lại là Võ Kim Bàn. 4 điểm liên tiếp của Võ Kim Bàn từ hai cú ném xa. 8-6. Võ Kim Bàn đang rất nóng tay. Không khí tại nhà thi đấu Thanh Trì lúc này không thể sôi động hơn trước những cú ném như vừa rồi của Võ Kim Bản. Một cái trận khó khăn của Việt Nam, những tình huống như vừa rồi của Võ Kim Bản là vô cùng quan trọng để giúp cho tinh thần của toàn đội được dâng cao. Các khán giả tại Thanh Trì đang hô vang tên Võ Kim Bản, người có Võ Kim Bản mà lúc này chúng ta đang dẫn trước với khoảng cách là 2 điểm. Đường truyền dành cho Roder. Này, người theo kèm Roder là Chris Dierker và anh đã không thể một lần nữa tung hoành ở khu vực dưới rổ. Khoảng trống ném 2 điểm. Không có sai lầm của Marvin Hayes. 8-0. Chris Dierker. Vậy đã có lỗi đến từ Chris Dierker. Tình huống phòng ngự tốt của Marvin Hayes, chọn vị trí vô cùng hợp lý. Đội thứ 5 của Việt Nam. Marvin Hayes. Marvin Hayes ở đường kích ra đã hết thời gian trên shot clock. Đầu đang rất căng. Tỷ số 8-0. Việt Nam đang có một chút bất lợi về số lỗi. Chúng ta chỉ còn cách số lỗi tối đa là 2 lỗi nữa mà thôi. Đường chuyền khó rồi. Không thể có cơ hội tiếp bóng dành cho Mokdozo trong tình huống vừa rồi. Võ Kim Bản, tình huống đã bị block bởi Roder. Tình huống mà Roder đã có một pha phòng ngự cực tốt. Vẫn là tỷ số 8-0. Kim Bản có lẽ sẽ lợi hại hơn ở vòng ngoài. Phải sở ném ngay đến từ Đinh Thanh Tâm. Rất tiếc cho Chris Dierker không thể có N1. Sẽ là ném phạt, nhưng nếu hoàn hảo hơn đó nên là một tình huống lỗi điểm. Bóng lại tráng rổ đi ra ngoài. Người Việt Nam trước khi đến với giải đấu này đã có vô địch VBA 3x3. Thành tích tại SEA Games lúc này cũng đang là rất tốt với Việt Nam. Và đó là lỗi của các cầu thủ Philippines. Vẫn là tỷ số với khoảng cách sát sao. Và thấy nhiều gương mặt quen thuộc trên các khán đài cổ vũ cho Việt Nam ngày hôm nay. Trong đó có cả cựu vận động viên của PBA Trương Hoàng Trung. Tỷ số 9-8.
Cú ném xa, không thành công. Mình vẫn là cao thủ Philippines. Cặp lớp tốt của Diego. Đinh Thanh Tâm chống trải, không thể có hai điểm cho Đinh Thanh Tâm. Vẫn sẽ là Việt Nam. Cầu đang rất căng. Thi đấu như thế này với Philippines chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào những tấm huy chương ở kỳ đại hội này. Chris Diaco, lỗi đến từ Mokozo. Vậy Philippines lúc này đã mắc lỗi thứ 6. Từ lỗi thứ 7 thì sẽ là những quả ném phạt dành cho đội bóng bị phạm lỗi. Chris Diaco rất tiếc, vẫn là Diaco, tuyệt vời. Diaco đã sửa sai rất nhanh sau một tình huống để cho đối thủ cướp bóng ngay ở khu vực dưới rổ. Việt Nam dẫn 18. Pha block này của Mokozo rất đáng khen. Tuy nhiên đó là pha bóng tỉnh táo của Diaco. Justin Young. Chris Diaco cơ hội, không được. Có hai điểm dành cho Chris Diaco. Tưởng như đó là cú ném ba hỏng, tuy nhiên sau hai lần chạm vào vành rổ, bóng đã đi đúng mục tiêu. Thì số 12-8 dành cho Việt Nam. Việt Nam đang càng chơi càng hay. Một buổi sáng với hai trận thua của đội nam và đội nữ thì rất có thể buổi chiều mọi thứ sẽ khác. Rồi thì Kanyak ghi một điểm cho Philippines. Justin Young có điểm cho Justin Young, 13-9. Việt Nam vẫn đang dẫn khoảng cách 4 điểm. Sau đó tiếp tục là Kanyak đột phá thẳng vào vị trí của Chris Diaco. Không được. Vẫn là đội bóng áo đỏ. 13-10. Justin Young. Chris Diaco và Marvin Hayes. Không được, vẫn là Diaco lại tiếp tục rebound và ghi điểm. 14-10. Diaco tận dụng được matchup lệch với Marvin Hayes. Lại là Diaco vượt qua Marvin Hayes rất dễ dàng. 15-11. Philippines lên điểm khá đều nhưng Việt Nam đã không bỏ lỡ một cơ hội nào trong những phút vừa qua. Rồi là sai lầm của Kanyak. Sức ép đến từ các khán giả tại nhà thi đấu Thanh Trì đang khiến cho các cầu thủ Philippines gặp rất nhiều khó khăn. Việt Nam. Tiếp tục là bóng của Justin Young. Không được. Và phòng ngự tốt đến từ Mokozo. Marvin Hayes. Marvin Hayes bị theo kèm rất chặt bởi võ kim bản. Cú ném ở thế tấn công cuối cùng không thành công. Lại là võ kim bản và Marvin Hayes. Tuyệt vời. Điểm số thứ 5 của võ kim bản ngày hôm nay. 16-11. Thêm một cú ném 3 nữa võ kim bản. Tuyệt vời. 18-11 nghiêng về Việt Nam. Màn tỏa sáng của võ kim bản. Sau đó thì Roder mang về một điểm cho Philippines. Võ kim bản đã có được 7 điểm, trong đó có 3 cú ném xa. Tình huống làm sống dậy cầu trường. 7 điểm chính là khoảng cách giữa Việt Nam và Philippines lúc này. Đinh Thanh Tâm. Tâm không thể lên rổ thì góc là rất hẹp sau pha phòng ngự của Roder.
Sau đó là một pha xử lý tốt của Chris Dierker 19-12. Mokozo gỡ lại một điểm cho Philippines. Nhưng chúng ta chỉ còn cách chiến thắng 2 điểm số nữa mà thôi. Chris Dierker. Vẫn là Dierker. Không được. Mokozo có được bóng. Rồi đã có lỗi đến từ các cầu thủ Việt Nam. Những cơ hội đến với Philippines, hy vọng của đội bóng áo trắng chưa phải đã hết. Không được. Naples Marcoso bỏ lỡ cú ném phạt đầu tiên. Để thời khắc mà các thủ Philippines cần phải chắc chiu được những cơ hội của mình. Hỏng cả hai cú ném phạt. Bóng vẫn trong tay của Philippines với pha rebound của Marvin Hayes. Ném không tốt của Roder. Cơ hội cho Việt Nam có thể sẽ là một tình huống sớm kết thúc trận đấu. Không thành công. Chris Dierker. Lần này bóng lại thiếu lực. Thêm một điểm số nữa dành cho Mokozo. Philippines chỉ còn kém Việt Nam 5 điểm. Tuyệt vời. Đó là điểm số kết thúc trận đấu đến từ Chris Dierker. Chris Dierker cùng với Võ Kim Bảng ngày nay đã thực sự tỏa sáng, giúp cho Việt Nam có được chiến thắng với tỷ số 21-14 trước Philippines. Chiến thắng giúp cho đội tuyển Việt Nam củng cố vững chắc vị trí đầu bảng. Thành tích 5 thắng và 1 thua.